Xin chào các bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu con người trở nên bất tử? Bất tử như một việc có một cơ thể bất hoại như trong các bộ phim viễn tưởng thì khó có thể xảy ra. Nhưng nếu giả sử con người sẽ không còn bị lão hóa cơ thể nữa, nghĩa là không thể chết bởi các nguyên nhân tự nhiên, nghe có vẻ khá thú vị. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều trở nên bất tử? Theo số liệu thống kê, hàng ngày đã có hơn 150.000 người đã qua đời trên toàn thế giới. Đó là khoảng 2 giây sẽ có một người chết. Vì vậy, nếu sự kiện này xảy ra ngay lập tức thì sẽ có một linh hồn không may mắn đã bỏ lỡ với nó chỉ với một tích tắc mà thôi. Từ những số liệu trên mà chúng ta đã thấy tỷ lệ tử vong đã khủng khiếp như thế nào. Chính vì thế mà từ ngày xa xưa, con người đã khao khát sự bất tử. Nhưng may mắn cho họ là chưa có ai thành công. Từ các bậc vua chúa hay các pháp sư luôn tìm kiếm một phương thuốc bí ẩn để kéo dài tuổi thọ, đơn cử như Tần Thủy Hoàng. Sau khi thống nhất Trung Quốc và trở thành vị hoàng đế đầu tiên, ông đã ám ảnh bởi ước mơ bất tử để luôn nắm giữ thứ quyền lực mà ông đã đấu tranh để giành được. Nhưng cuối cùng ông đã không chống lại quy luật của tự nhiên. Ông đã chết vì uống phải thủy ngân, thứ mà ông cho là kéo dài được sự sống mãi mãi. Nhưng nếu chúng ta giả sử rằng mọi người sẽ ngừng chết ở thời điểm bắt đầu video này, thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, dân số thế giới sẽ nhanh chóng leo dốc lên con số 7,9 tỷ người. Theo thống kê ở thời điểm này cho thấy rằng khoảng 360.000 người được sinh ra mỗi ngày và tỷ lệ tử vong làm giảm đến 42% tỷ lệ tăng dân số. Khi sự bất tử xảy ra, kiểm soát dân số là vấn đề lớn nhất mà thế giới phải đối mặt. Con người sẽ phải xây dựng các tòa nhà chọc trời để sinh sống. Việc một người dân có quá nhiều đất đai sẽ bắt buộc phải phân chia cho những người không có. Những loài động vật sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng do các hoạt động khai hoang của con người. Các công nghiệp tăng lễ sẽ rất khó khăn. Nếu không có ai chết vì nguyên nhân tự nhiên, không có ai chôn, không có tang lễ để sắp xếp, thì các nhà tang lễ phải dựa vào các nạn nhân từ tai nạn xe cộ, ẩu đả và các nguyên nhân khác để kiếm sống. Chắc lúc đó dịch vụ này rất đắt đây. Trong khi ngành chăm sóc sức khỏe sẽ phát triển nhất thế giới, bởi vì mặc dù bất tử, con người vẫn cần phải chăm sóc để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, những người bị bệnh hiểm nghèo sẽ sống sót và tồn tại ở trạng thái đau đớn vĩnh viễn mà không thể chết. Và gia đình họ sẽ phải nhận những tờ hóa đơn y tế liên tục. Các bệnh nhân mới sẽ xuất hiện trong khi các bệnh nhân cũ vẫn còn đang bị bệnh. Cơ sở y tế sẽ quá tải. Thế giới sẽ bị cảm thấy căng thẳng khi dân số quá tải. Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, nhanh hơn dự tính gấp nhiều lần. Khi ấy, thế giới buộc phải chấp nhận những nguồn nhiên liệu khác để giữ cho xã hội vận hành. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng, đồng nghĩa với tỷ lệ vô gia cư cũng tăng hay lên. Các gia đình sẽ trải qua nhiều sự khó khăn từ chính phủ để có thể sinh được một đứa con. Nhưng nếu đến một lúc nào đó trái đất quá tải thì điều gì sẽ xảy ra? Khi ấy, tất cả mọi người sẽ phải tham gia vào một cuộc trò chơi sinh tử để có cơ hội sống sót. Những người thất bại sẽ phải uống thuốc độc để cô đắp cho những người sống sót. Chắc thế giới khi ấy sẽ xem những kẻ giết người trở thành người hùng quá nhỉ. Hiện nay, nhằm nỗ lực chiến thắng thần chết mà đã có vô số thí nghiệm đã nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm kéo dài tuổi thọ hay thậm chí là loại bỏ cái chết hoàn toàn. Như ý tưởng đóng băng một người thông qua kỹ thuật Cryonic. Đó là quá trình cơ thể được đông lạnh trong nitơ lỏng và hy vọng được hồi sinh từ việc y tế phát triển trong tương lai. Hay một tổ chức bí ẩn đang thực hiện một cuộc thí nghiệm táo bạo. Họ dùng não của những người sắp chết để ngâm trong một dung dịch bảo vệ với mong muốn hồi sinh cho họ. Và còn rất nhiều thí nghiệm khác nữa để con người có thể tiến gần đến sự bất tử. Trong khi Phật giáo đã dạy, có sinh có tử, cuộc sống mới có ý nghĩa. Người ta mới biết trân trọng cuộc sống, biết hối hận với những việc mình đã làm. Bất tử chỉ là phù du mà thôi. Và nếu một ngày các phương pháp ấy thành công, các bạn có muốn được bất tử hay không? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Xin chào.